Đái tháo đường là một bệnh mãn tính không lây, đang ngày một gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu. Việt Nam là nước có tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường nằm trong top cao của thế giới. Thông thường, bệnh đái tháo đường thường gặp ở những người trên 45 tuổi, ngồi nhiều ít vận động, những người đang mắc bệnh thừa cân béo phì, người mắc bệnh huyết áp vô căn hay bị rối loạn mỡ máu. Thưa quý vị, đái tháo đường là một bệnh mãn tính với biểu hiện là lượng đường trong máu luôn cao hơn mức bình thường hoặc là đề kháng với insulin dẫn đến rối loạn chuyển hóa đường, và căn bệnh này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể nhận biết được rằng cơ thể đang có những biểu hiện ban đầu của căn bệnh đái tháo đường và làm sao để tình trạng bệnh của mình nó ngày được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn? Đó chính là những nội dung mà chúng tôi sẽ mang đến cho chương trình ngày hôm nay cùng với sự đồng hành của khách mời, đó chính là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên chủ nhiệm khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Hải Anh, đại diện nhãn hàng Hạ Khang Đường. Và câu hỏi đầu tiên xin phép được dành cho tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh ạ. Chị có thể cho chúng tôi được biết rằng những nguyên nhân nào dẫn đái tháo đường type 1 và thứ hai là đái tháo đường type 2? Về cái nguyên nhân thì đối với đái tháo đường type 1 có thể là do gen, do các yếu tố di truyền, và thứ hai nữa là có thể do những cái yếu tố về tự miễn, tức là cơ thể chúng ta do một cái nguyên nhân nào đó có thể nhiễm vi khuẩn virus và cơ thể chúng ta sản xuất ra kháng thể. Cái kháng thể này nó không những chống lại các cái tác nhân gây bệnh, nó lại còn chống lại cái cơ thể chúng ta, đặc biệt là nó chống lại cái tế bào beta ở trên đảo tụy, và chính vì vậy mà nó sẽ làm cho cái tế bào beta sẽ không sản xuất được insulin nữa. Về cái đái tháo đường type 2 thì nó có thể do nguyên nhân là do sự thiếu hụt insulin, và thứ hai nữa là do đề kháng insulin, tức là trong cơ thể chúng ta có đầy đủ insulin nhưng mà cơ thể chúng ta không vận dụng được cái insulin đó để vào trong cái quá trình chuyển hóa đường, nên là cơ thể chúng ta dẫn đến tình trạng đường huyết. Thì cái này thì nó liên quan nhiều đến các cái yếu tố nguyên nhân, đặc biệt là với đái tháo đường type 2 thì nó liên quan nhiều đến cái lối sống của chúng ta. Thứ nhất là về cái chế độ ăn uống, thứ hai nữa là có thể cho chúng ta lạm dụng rượu bia, và đặc biệt nữa là chúng ta thấy là thường hay gặp ở những người thừa cân béo phì, rồi là những cái người mà ít vận động, hoặc là trong đái tháo đường type 2 nó cũng có tính chất gia đình, rồi là những đái tháo đường thai kỳ, những tiền đái tháo đường hoặc là những trẻ em béo phì, đấy cũng là những yếu tố nguy cơ. Cũng như bác sĩ chia sẻ thì rõ ràng là căn bệnh này nó tác động vô cùng lớn đến cuộc sống của chúng ta. Hãy xin hỏi bác sĩ rằng là và với những cái dấu hiệu ban đầu nào mà những người bình thường có thể tự phát hiện rằng mình đang có nguy cơ hoặc đã mắc bệnh đái tháo đường rồi đây? Vâng. Thì như chúng ta biết là đối với đái tháo đường type 1 thì là nó có biểu hiện rất sớm. Thế còn đối với đái tháo đường type 2 thì biểu hiện muộn hơn, nhưng tuy nhiên thì các cái dấu hiệu của nó, nếu mà nói theo cái các triệu chứng cổ điển thì nó sẽ có những cái dấu hiệu. Thứ nhất là uống nhiều, tức là người bệnh sẽ uống nước nhiều. Thứ hai nữa là sẽ là đói nhiều, người bệnh đói, rất đói. Và thứ ba là bệnh nhân khát rất nhiều, và thứ tư nữa là cái trọng lượng cơ thể mặc dù ăn nhiều nhưng mà giảm cân rất là nhanh. Đấy là những triệu chứng điển hình, nhưng mà khi mà đã có các cái triệu chứng điển hình này thì thường là các cái đường huyết đã tăng rất cao. Nên là chính vì vậy mà trong những giai đoạn đầu thì đôi khi chúng ta cũng không biết được có các cái triệu chứng đâu. Đôi khi chúng ta chỉ có là tự nhiên chúng ta thấy tăng cân nhiều này, hoặc là tự nhiên chúng ta thấy có một cái giảm cân rất là vô lý, hoặc là người rất mệt mỏi, hoặc là đôi khi chúng ta đã có một số các cái triệu chứng biến chứng rồi, ví dụ như tê bì chân tay, chúng ta không biết. Thế nên là một cái rất quan trọng để mà tìm biết được là chúng ta có đái tháo đường hay không thì chúng ta phải làm một cái xét nghiệm. Các bác sĩ vẫn khuyên tất cả mọi người nên có một cái chế độ đi kiểm tra sức khỏe đều đặn, vâng, ít nhất là mỗi năm một lần, đúng không ạ? Quay trở lại cái câu chuyện của đái tháo đường, những người bệnh bây giờ đang chuyển sang cái hướng là sử dụng đông y, sử dụng các cái loại thuốc được chế từ thảo dược nhiều hơn. Vậy thì xin được hỏi tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh rằng là những cái loại thảo dược nào thì nó có tác động hiệu quả đến bệnh đái tháo đường? Có rất nhiều các cái thảo dược ngay từ thời xa xưa cha ông ta cũng đã sử dụng để điều trị chứng bệnh đái tháo đường. Trong đó thì có dây thiều canh. Qua các công trình nghiên cứu, người ta đã thấy được rằng trong cái dây thiều canh nó đã có những cái hoạt chất mà nó có cái tác dụng. Thứ nhất là nó sẽ làm kích thích cái insulin, kích thích cái việc sản xuất insulin. Thứ hai là làm tăng cường cái tác dụng của insulin. Thế và bên cạnh đó thì nó còn có một số các thảo dược khác nữa, ví dụ như là đẳng sâm này, hoàng kỳ này, khổ qua này, hoàng liên. Có rất là nhiều loại thảo dược ở xung quanh chúng ta mà có tác động hỗ trợ được đến căn bệnh đái tháo đường. Và hôm nay chúng ta có sự hiện diện của bà Nguyễn Hải Anh, đại diện cho nhãn hàng Hạ Khang Đường, trong trường quay của Vì Sức Khỏe Của Bạn. Và bà có thể chia sẻ với khán giả truyền hình về cái cơ chế của Hạ Khang Đường đối với căn bệnh đái tháo đường được không ạ? Như bác sĩ cũng có chia sẻ, hàng ngàn đời nay thì nhân dân ta đã biết là sử dụng các cái loại thảo dược quý từ thiên nhiên để mà bào chế ra các cái bài thuốc. Thì ngày xưa thì mọi người có thể là dùng bằng cái hình thức là thuốc sắc, thuốc uống,
nó cũng khá là bất tiện. Thế nhưng bây giờ thì kèm với cái việc là khoa học kỹ thuật phát triển cũng như các cái công trình nghiên cứu thì đã bào chế ra những cái sản phẩm thuốc viên nén hay viên nang rất là dễ sử dụng, và cái trên cái nguyên lý đó thì cái hạ khang đường của chúng tôi ra đời trên những cái bài thuốc từ thiên nhiên, ví dụ như là cao dây thìa canh này, khổ qua này, la hán này, bạch chuột này, bồ công anh này, đó, và một số các cái thành phần thảo dược thiên nhiên quý khác, nó có cái tác dụng là hỗ trợ và điều trị cái bệnh về tiểu đường và ngăn ngừa các cái biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Và một cái đặc điểm đặc biệt của sản phẩm hạ khang đường đó là nó có cái cơ chế tác động trực tiếp và hỗ trợ tái tạo lại cái tuyến tụy. Đây chính là cái nguyên nhân căn bản gây ra cái bệnh tiểu đường. Đến 90% những cái bệnh nhân mà sử dụng hạ khang đường thì sau 10 đến 15 ngày là đã thấy những cái hiệu quả. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ và xin được cảm ơn khách mời. Tiếp theo thì mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện để có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm hạ khang đường nhé. Với thành phần chính là dây thìa canh, hạ thủ ô, thương chuột, hoàng kỳ, đan sâm, đảng sâm và một ít thành phần bí sử của người Tày được chọn lọc kỹ càng, nên hạ khang đường hoàn toàn lành tính, không gây tác dụng phụ, an toàn để hỗ trợ điều trị bệnh. Hạ khang đường hiện đang được sử dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, tạo ra thành phẩm là những viên nén dễ dàng cho người sử dụng mà vẫn giữ nguyên được những tinh chất quý hiếm của thảo dược. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.